cơm lam nướng đó. Cơm lam tao làm sẵn rồi đó. Ở cơm lam ngồi gì đó nha, hấp dẫn nè. Vậy là em làm hết tuổi con cái mình đi vô toàn tặng á, chụp hình chỗ đẹp mà cố luôn á. Đi xe này bà 20 phút rồi đó, phải không? 10 phút gì đó. Nãy không ạ? 15 mình đi bộ đi nó. Thấy chưa đi mỗi gọi nó. Sáng sáng cho đi cũng chi dữ lắm á. Có đi hết hầm không mà than. Ở đây đội người ta đi hết hầm 4 người á. Có trời, con em nó dẫn em đi không á. Nó đi là lên trước luôn đó. Con em thì miễn bạn đi ha. Em thì nó cũng em chi mà. Em đi được xe nó không đó. Đừng đẹp ha. Ừ, nên em xuống dưới là em chưa có chiên nghệ uống gì được dưới trơn. Em cứ chấm đầu là bà nội chim. Em chấm đầu luôn. Nước đang ngồi ở dưới. Đi hồi thấy tự nhiên nước nó rớt xuống nữa. Đừng nói rồi. Con nó là gà. Gà. Hình như mà cái tượng. Cái tượng gà giả. Ê, cây gì mà ở bên cái cỏ hả? Cây trà lạ. Cây trà lạ. Thì hồi đó là giờ giữ sao không làm nữa ta? Hả? Không ai tới, không ai tới. Em cũng ai tới. Nhưng mà có trời tới rồi. Chứ mà nhiều người tới là nó giống vậy. Nói trời bỏ chưa ha, con sẵn có trời ha, chỉ mình rửa ha. Rồi, rút bằng kia luôn kìa. Xa dữ. Nói dữ gì? Bên kia rồi, bên kia màu trắng kìa. Mình rút bên kia luôn. Rút bên kia luôn kìa. Ừ. Bởi vậy chậu bán tuyết nó phun á. Bơi. Đi không nổi chứ chống gậy luôn. Nếu mà đã lại bộ là cũng đường nào đi đường nào. Cũng vậy. Không, lại bộ là đi tới đâu á chứ đi dòng đường này có gì qua bên nhà đông mình đi. Ừ. Nó còn cái này hả? Đó hả? Nó là cao quá ha, trồng nó lâu năm.
thấy nhiều lắm, người ta làm hàng rào á. Nó có màu, nó có màu hồng lợt nữa. Cả nhà tôi có màu tím đây nè, nó tự mọc nha, tôi có trồng. Nhà tôi mà màu tím là má tôi gỡ lên được bỏ hết trơn gì trời. Không thích nó ho, màu tím xui lắm. Buồn. Mặc mua màu tím là về đi la. Bà bạn thấy cái lông là chị gái đó. Đó tôi có nữa em mà con là thích màu tím. Có ai qua chụp hình gì không anh Phố? Gần cái nhà mình nữa luôn. Đó, xuống luôn á, nếu đi thì xuống luôn á, là mình đâu có dừng xe đâu. Dừng lại đi. Có qua nhà đâu không? Ờ, chú hỏi kìa. Hôm qua thì qua đó lát đi thì bỏ lên đây luôn.